Rồi vâng, xin chào quý vị và các bạn nha. Thì tiếp tục sáng hôm nay em đang đi thăm một khách hàng rất là đặc biệt của công ty Opet nha. Đấy. Đặc biệt là khách hàng này đang ở Đầm Dơi, là thành ruột của chi nhánh Đầm Dơi nha. Thì hiện tại anh Bon đang thả dòng Opet, hôm nay được 32 ngày. Sáng hôm nay em đang đi thăm anh sau 5 ngày học ở Sài Gòn. Mong được rất là đẹp nha. Thì anh Bon đã thả dòng Opet, hôm nay được 32 ngày. Đấy. Và anh thả lượng áo này là 700 ngàn, hai áo nha, hai áo, và rồi anh thả một tiểu 1.250.000 bot, nhưng mà điểm ra dư rất là mẫu, rất là dư, và anh nói là 32 ngày thấy nên anh nói là rất là đạt mẫu nha. Đi cái mẫu vừa rồi có một ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một tuần mưa gió rất là lớn, thì có dùng Opet và hoạt động rất là tốt nha. 32 ngày nha, đang rồi cũng là tốt, rất là dày này, bị thật chưa, rất là dày, còn bơi đây là cái thọt này, bây giờ con máu mới nặng lại hai ngày hôm nay nha, đây là bị xem này, đây rất là súng nha, súng rất là mỏng này, rất là tuyệt vời. Tại anh Bon là một khách hàng sử dụng thuốc Opet rất là nhiều. Anh rất là ưu chuộng những hàng Opet, đặc biệt là Biocodapticolus, đường ruột. Còn có MCD, con quy sim. Về gan thì anh dùng hợp cua Inoli, Caronenon và hợp. Hầu như anh sử dụng rất là nhiều, 100% của Opet luôn. Còn khoảng thì anh dùng Nano Herbo và khoảng sữa. Cái phần sữa này có theo suy nghĩ nhiều này, đây mong được rất là tuyệt vời. Mọc rất là nhiều nha. Anh đang dùng Detoxin, anh rửa nước xử lý 3 lần cơm như là sạc tạo. Rồi xin chào quý vị và các bạn nha. Đây là thùng lượng Opet nha, đây là thùng lượng cây, hành động bọc là 7 bọc nha. Hàng, đây là bao hàng bọc thuốc của anh Bon, hàng bọc thuốc, bọc hàng nha, bọc thuốc nha, bọc thuốc nha, bọc thuốc nha, bọc thuốc nha, bọc thuốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.